Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu về công dụng của các thiết bị thể thao công cộng trong việc hỗ trợ phục hồi chức năng cho những người mắc các chứng bệnh liên quan tới cơ xương khớp. Cùng nghe bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Ngọc Sâm, Phó trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên hướng dẫn một số bài tập luyện phục hồi chức năng trên các thiết bị thể thao công cộng. Cuối chương trình là câu chuyện về hiệu quả mà các thiết bị thể thao công cộng đã mang lại cho một bệnh nhân bị bệnh lý liên quan tới vùng vai và cuộc sống. Thưa quý vị, những bệnh lý liên quan tới cơ xương khớp, đặc biệt là vùng cột sống, dây chẳng là bệnh khá thường gặp trong nhóm tuổi trung cao tuổi và đang có xu hướng trẻ hóa. Để điều trị được các bệnh lý này, cần thời gian khá dài và yêu cầu sự tập luyện kiên trì từ chính người bệnh. Tại khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên, trung bình mỗi ngày có từ 70 đến 75 người đến khám bệnh và điều trị. Ngày cao điểm con số này có thể lên tới trên 80 người. Những bệnh nhân tới khoa này chủ yếu điều trị các chứng bệnh liên quan tới cơ xương khớp như đau các khớp vai, vùng cột sống, đau khớp gối. Theo đó, song song với việc uống thuốc, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, thì việc tập phục hồi chức năng với các dụng cụ cũng là một phần không thể thiếu, giúp cho các bệnh nhân phục hồi các vùng cơ xương khớp bị tổn thương. Tùy theo tình hình bệnh lý mà người bệnh được các bác sĩ giới thiệu dụng cụ tập phù hợp, cách tập và thời gian tập luyện mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất trong điều trị. Vâng, để quý vị có thể hiểu rõ hơn về các chứng bệnh liên quan tới xương khớp, dây chằng và cách phục hồi chức năng các chứng bệnh này thì ngày hôm nay chúng tôi có cuộc gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Ngọc Sâm, phụ trách khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, những nguyên nhân dẫn đến bệnh lý liên quan đến cột sống và xương khớp là gì ạ? Những cái bệnh lý này thường hay gặp nhất là do quá trình chúng ta làm việc sai tư thế, ta làm việc quá sức, ngồi lâu, nó là ảnh hưởng đến quá trình vi chấn thương lâu ngày, quá trình tích lũy lâu ngày, nó là ảnh hưởng đến cột sống. Đặc biệt hay gặp nhất là các cột sống về cột sống cổ, cột sống thắt lưng, cũng như các bệnh lý về khớp, khớp gối hay các khớp bàn ngón cổ tay, bàn chân. Bệnh nhân sẽ bị đau đầu tiên đó, đau kèm tê bì, tê buốt, đau nhức tại điểm mà vị trí bị đấy, vận động khó khăn và có thể đau lan các vị trí khác theo dây thần kinh bị chèn ép. Theo đông y thì để điều trị được các cái chứng bệnh liên quan đến cơ xương khớp này thì cần phải sử dụng những phương pháp nào? Bây giờ chúng ta từng xu hướng bây giờ kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng cùng một lúc. Đầu tiên chúng ta đều điều trị bằng các phương pháp về y học cổ truyền kết hợp với cả châm cứu, xoa bóp bấm huyệt. Ngoài ra chúng ta kết hợp với các thủ thuật phục hồi chức năng và các phương pháp tập vận động. Sau khi chúng ta được điều trị ổn định, các bác sĩ và kỹ thuật viên có thể hướng dẫn chúng ta thêm các bài tập, kèm theo đó là tập các dụng cụ trợ giúp để làm sao để bệnh tật nó tiến triển tốt hơn và cái cơ lực chúng ta nó sẽ khỏe hơn sau khi chúng ta tập các dụng cụ này. Bác sĩ có thể chia sẻ chi tiết hơn về các cái dụng cụ tập phục hồi chức năng cho các bệnh nhân ạ? Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên, một số dụng cụ như là ví dụ dụng cụ chèo thuyền để tập mạnh các cơ thân bình chi trên cũng như cơ bình chi dưới, cụ về khung tập quay khớp vai để tăng tầm vận động của khớp, cũng là đảm bảo cho khớp chúng ta được mở ra hết cỡ. Có dụng cụ tập với dòng dọc, giai đoạn sau bệnh nhân có thể tập tới tầm vận động nó cao hơn theo 8 hướng khác nhau, sao để đảm bảo cái khớp vai nhiều nhất để ra sau ra trước. Những lưu ý cho các bệnh nhân khi mà tập luyện cùng với các dụng cụ phục hồi chức năng này là gì ạ? Đối với các dụng cụ này, chúng ta cần chú ý thứ nhất là đối với những bệnh nhân mới, chúng ta tập nhẹ nhàng theo sự hướng dẫn của bác sĩ như kỹ thuật viên. Và cái thời gian chúng ta tập duy trì đối với những dụng cụ này, chúng ta thường khuyến cáo đầu tiên tập từ thời gian ngắn thôi, từ 10 phút dần dần chúng ta duy trì 20-30 phút đấy. Và cái cường độ tập chúng ta làm sao đảm bảo tập vừa sức, không tập quá sức, vì khi tập quá sức thì không có tác dụng điều trị mà ngược lại tác dụng là làm bệnh nặng lên. Thì đối với bệnh nhân thì sau khi chúng ta điều trị tại bệnh viện thì ngoài cái uống thuốc cũng như duy trì, chúng ta cũng cần phải tập luyện làm sao để đảm bảo tránh trường hợp chúng ta tái phát. Chạy công viên này tôi thấy là cũng có nhiều dụng cụ để có thể hỗ trợ bệnh nhân về cột sống cũng như bệnh lý về cơ xương khớp được tốt hơn. Giờ sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị khán giả một số các động tác làm sao để đảm bảo để chúng ta được phòng bệnh cũng như trong quá trình điều trị được tốt nhất tại nhà. Đối với bệnh nhân mà viêm quanh khớp vai nhiều hoặc là bệnh nhân bị hội chứng cổ vai tay, chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ này có tác dụng rất tốt, tăng tầm vận động của khớp. Sau quá trình mà chúng ta bị bệnh và chúng ta điều trị nó ổn định rồi, một ngày chúng ta tập duy trì trong thời gian 20 phút thôi, và mỗi ngày có thể từ 2-3 lần,
quá trình tập chúng ta kéo căng hết cỡ để vùng vai hai bên. Vì vai chúng ta có 8 cử động, gấp duỗi dạng khép, xoay trong xoay ngoài cũng như gấp dạng ngang. Khi mà chúng ta vòng vai, mở hết cầm vai này ra thì cái cơ vùng sau và trên gai, dưới gai ở vùng này nó sẽ được tập, nó sẽ được tốt hơn. Đấy. Và ngược lại như thế, chúng ta đẩy mạnh ra phía trước và mở rộng hai bên để làm sao để đạt được tối đa. Thì tránh trường hợp chúng ta chỉ tập xoay này mà chúng ta tập cứ nhanh như thế này thì nó không đạt hiệu quả trong quá trình chúng ta tập luyện. Đối với cái dụng cụ này là chúng ta sẽ tập chủ yếu tập liên quan đến phần tập vận động khớp gối. Chú ý là đối với bệnh nhân mà khớp gối mà kèm theo đã có đau cột sống thắt lưng thì chúng ta để hạn chế tập. Ngày chúng ta tập thì thông thường từ 10 đến 20 phút một lần. Và một ngày có thể tập 2-3 lần, duy trì đặc đều đặn. Mỗi lần tập chúng ta làm sao để tập dồn hết trọng lượng của cái khớp gối được đạt hết tầm tối đa. Tư thế tập thì chúng ta bắt đầu phải thẳng, thoải mái, tránh gồng cơ. Còn đối với máy tập này thì nó vừa có tác dụng vừa tập để mạnh các cái cơ thân mình chi trên cũng như tập mạnh các cơ thân mình chi dưới. Một ngày chúng ta tập cố gắng tập duy trì 20 phút, ta không nên tập mức độ cường độ quá nhanh thì nó sẽ làm cho dễ hình tượng mỏi cơ lâu ngày, dẫn đến tình trạng là phá cơ. Chúng ta không tập làm sao mà tập những kiểu nhúng nhằng như này thì nó sẽ là không để hết tầm được khớp, nhưng mà chúng ta làm sao phải ép được hết tầm của chi trên và chi dưới cùng một lúc. Đấy. Đây là dụng cụ tập xà đơn. Đấy. Dụng cụ tập xà đơn này thì phù hợp đối với trường hợp chúng ta bị gọi là bệnh về cột sống thắt lưng. Thì phương pháp treo xà đơn mỗi ngày là một phương pháp mà các bác sĩ rất là khuyến cáo và hướng dẫn bệnh nhân sau khi chúng ta chế độ tập mà chúng ta điều trị tại bệnh viện. Thì chúng ta về nhà chúng ta tập làm sao để đảm bảo để giảm áp lực về cột sống khi chúng ta phải làm việc cũng như chúng ta ngồi lâu. Thì mức độ treo chúng ta chỉ cần treo này để cố gắng làm sao buông thõng được cái này hết cỡ để cái cột sống chúng ta được kéo giãn. Thì ngày chúng ta treo làm sao là đảm bảo mỗi lần treo chúng ta vừa treo vừa đến tầm khoảng 10 giây chúng ta lại bỏ xuống. Một đợt chúng ta làm 5 đến 10 lần và duy trì ngày có thể là 2-3 lần như thế để làm sao kéo giãn cột sống. Vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho quý vị các bài tập để duy trì được tầm vận động khớp cũng như để tránh quá trình cứng khớp hay các bệnh lý khác về cột sống cũng như khớp. Thì hy vọng qua chương trình này quý vị sẽ duy trì được cái sức khỏe của mình được tốt hơn. Bệnh lý liên quan tới cơ xương khớp cần thời gian điều trị kéo dài và việc duy trì tập luyện các bài tập phục hồi chức năng đúng sẽ giúp cho nhiều bệnh nhân có thể cải thiện tình trạng bệnh một cách rõ rệt. Việc tập luyện không chỉ được thực hiện khi bệnh nhân nhập viện mà giống như bác sĩ Sâm đã chia sẻ, người bệnh hoàn toàn có thể tự tập với các thiết bị thể thao công cộng được trang bị tại các vườn hoa, công viên. Do nhà gần công viên, việc tập luyện thể dục với các thiết bị thể thao công cộng đã được ông Phạm Hữu Yến ở đường Hoàng Hoa Thám duy trì từ lâu. Tuy nhiên, các bài tập trước đây đều tự phát, tùy theo sở thích mỗi ngày mà ông Yến sẽ tập luyện với các thiết bị khác nhau. Hôm nào mà rỗi thì ra tập, còn hôm nào bận thì lại thôi. Cứ tập theo cái kiểu là cảm hứng của mình thôi. Tập thì chả có hướng dẫn gì cả, cứ thích tập thì nào tập. Lúc bắt đầu ra tập cảm thấy lúc tập thì có khi là mình chịu được. Nhưng mà tập xong thì lại cảm thấy nó đau không chịu được. Đau lắm ấy. Cách đây hơn một tháng, ông Yến bị đau vùng khớp vai dẫn đến khó cử động. Khi cơn đau kéo dài, ông đã đi kiểm tra tại bệnh viện và được các bác sĩ chẩn đoán bệnh viêm gân cơ nhị đầu, chỉ định nhập viện điều trị tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên. Sau 13 ngày nhập viện tại khoa phục hồi chức năng, được hướng dẫn tập luyện cùng các dụng cụ mỗi ngày, ông Yến đã cải thiện được tình trạng bệnh. Ở các cái thiết bị công cộng này, những người mà không bị bệnh mà thường xuyên tập này cũng rất là tốt. Thế nhưng mà khi mà bị bệnh như thế này mà tập vào thì mình thấy như mình mà bị bệnh xương khớp như thế này mà tập theo đúng bài bản ở các cái thiết bị công cộng cái gì cũng có tác dụng rất là nhiều, kể cả hỗ trợ về việc điều trị nữa, chứ không phải là chỉ có mỗi tăng sức khỏe không. Không chỉ ông Yến mà mỗi ngày có rất nhiều người dân đã tìm đến các thiết bị thể thao công cộng để tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, để hoạt động tập luyện có hiệu quả tốt nhất, người dân nên tham khảo một số hướng dẫn tập luyện cùng với các thiết bị này từ những người có chuyên môn. Tuyệt đối không tự ý thực hiện các bài tập một cách quá sức và không phù hợp với độ tuổi, tránh tình trạng có thể gây ra những tổn thương không đáng có.
Chúng tôi đã vừa giới thiệu tới quý vị khán giả thêm một số công dụng của các thiết bị thể thao công cộng, đó chính là hỗ trợ phục hồi chức năng các bệnh liên quan tới cơ xương khớp, cột sống. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tạp chí Thể thao và Cuộc sống tuần này của chúng tôi. Kính chúc quý vị tập luyện an toàn và hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.